Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trung trang 137-138 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, bây giờ như thường lệ, em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? À, nếu mà em đã sẵn sàng rồi thì nhớ là chúng ta phải có giấy nháp và cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ để chúng ta làm bài nhá. Rồi, nếu mà em đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta này, bài số 1. Chúng ta có 4 câu A, B, C và D với tần tự các phép cộng, trừ, nhân và chia thời gian. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào câu A. 17:53 cộng với 4:15. À, để làm được cái này, nếu em nào quên cách cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc chia số đo thời gian thì các em hãy dừng video và các em xem lại phần lý thuyết trong cái cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ nha. Và còn nếu em nào đã chắc chắn rồi thì chúng ta có thể lấy giấy nháp ra và chúng ta tiến hành thực hiện thôi. Được chưa? Giờ chúng ta đến câu A nè. Câu A chúng ta sẽ đặt phép tính. Và trong cách mà cộng ở đây thì chúng ta sẽ cộng từ bên phải sang bên trái, cộng từ đơn vị nhỏ đến các cái đơn vị lớn. Ở đây chúng ta thấy phút nhỏ hơn giờ, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng này. Đơn vị phút 53 cộng với 15. Đó, 53 cộng với 15 ở đây chúng ta sẽ ra là 88. Đúng không? À, 68. 68, 17 cộng với 4 sẽ bằng 21. Như vậy thì 21:68 thì chúng ta thấy 68 phút này nó lớn hơn 60. 11:60 nên ta sẽ chuyển 68 phút ra thành 1:08. Vậy thì 1:08 thì chúng ta cộng ở đây là 21 cộng 1 sẽ là 22:08. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhá. Và cái này chúng ta đã làm trong bài luyện tập 137 rất là nhiều rồi. Thầy không muốn nhấn mạnh lại nữa. Rồi, câu B, chúng ta cũng sẽ đặt phép tính trừ. Và các bạn sẽ thực hiện trừ cũng từ bên phải sang bên trái. Và ở phép này chúng ta sẽ được kết quả là 21:06. Được chưa? Tiếp theo là phép tính nhân. Nhân thì chúng ta cũng sẽ nhân từ bên phải sang bên trái, tức là chúng ta sẽ nhân phút trước rồi đến giờ. Vậy thì kết quả của phép nhân này sẽ bằng 36:90 được chưa? Và cuối cùng là phép chia. À, các em chú ý nè, trong cái phép tính nhân này nè thì 36:90, nếu em để kết quả là 36:90 cũng được, còn không ta sẽ chuyển sang. Bởi vì sao? Bởi 1 ngày sẽ bằng 24 giờ. Vậy thì 36 giờ này trừ đi 24 giờ thì chúng ta sẽ được là 1 ngày và còn dư 13 giờ. Đấy, 13:90 này chúng ta lại chuyển sang. Đó, thì nó còn là 1 ngày 13:30. Đó, tùy theo các em để thời gian nhá. Và theo như thầy thì chúng ta phải chuyển sang đơn vị là ngày, giờ và phút như thế này. Được chưa? Đấy. Và câu cuối cùng, đó là phép tính chia. Chia thì chúng ta làm ở đây chúng ta sẽ được kết quả là mấy? Ta sẽ lấy chia thì chúng ta lại ngược lại từ bên trái sang bên phải, từ là đơn vị lớn trước sau đó đến đơn vị bé sau. 20 chia cho 5 thì chúng ta được 4 lần. 4 5 20 thì còn dư 1 phút. 1 phút này chúng ta không chia được cho 5 nên chúng ta sẽ đổi 1 phút này ra thành 60 giây. 60 giây cộng với 15 giây này thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 75 giây. Đấy, thì 75 giây chia cho 15 thì chúng ta sẽ được tổng cộng là mấy? 7 chia cho 5 được 1, 7 trừ đi 5 thì còn dư 2, hạ 5 xuống, 25 chia cho 5 thì được 5. Như vậy sẽ được là 4 phút 15 giây. Và đây chính là kết quả. Được chưa? Đấy, vậy thì ở đây bài số 1 chúng ta đã chiếm lĩnh và lĩnh hội xong nhá.
ta đến với bài số 2. Bài số 2 của chúng ta bao gồm 2 câu, câu A và câu B. Mỗi một câu này thì có 2 cái bài toán. Vậy thì trong bài số 2 này, câu A này, 2 giờ 30 phút cộng với 3 giờ 15 phút rồi nhân với 3. Vậy thì để làm cái bài này, để làm cái bài này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện bằng cách cộng ở trong ngoặc hàng trước được bao nhiêu chúng ta mới nhân với 3, đúng không? Đấy, vậy thì 2 giờ 30 phút cộng với 3 giờ 15 phút thì các em sẽ được là 5 giờ 45 phút. Và bây giờ 5 giờ 45 phút chúng ta nhân với 3. Đó, thì sẽ được kết quả là 15 giờ 135 phút. Đó, vậy thì ở đây 15 giờ 135 phút này chúng ta có thể chuyển cái 135 phút này này ra giờ. Vì sao? Vì nó lớn hơn. Vậy thì chúng ta có thể chuyển được ở đây là 2 giờ và còn dư bao nhiêu? 2 giờ thì hết là 120. 135 mà trừ đi 120 thì chúng ta sẽ còn dư, đúng không? Vậy thì sẽ được dư là 15 phút. Vậy thì sẽ cộng vào sẽ là 17 giờ 15 phút. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì ở câu 2 của câu A, 2 giờ 30 phút cộng với 3 giờ 15 phút nhân với 3. Ở trong cái này thì chúng ta lại chú ý, ta không thực hiện cộng trước. Trong một phép toán có cộng và nhân thì chúng ta phải thực hiện phép nhân trước này. Đó, ta phải nhân cái này. Thì nhân ở đây sẽ được kết quả là 9 giờ 45 phút. Bây giờ 9 giờ 45 chúng ta mới cộng với 2 giờ 30. Và cái cộng này thì chúng ta sẽ được kết quả là 11 giờ 75 phút. Vậy thì 75 phút này chúng ta lại đổi sang giờ. Nó sẽ được 1 giờ và còn dư 15 phút, đúng không? Vậy thì đây sẽ là 12 giờ 15 phút. Được chưa? Và tương tự như vậy đến câu B thì các em sẽ tự làm và thầy sẽ đếm trong 10 nốt nhạc nhé. Các em có thể dừng video và các em làm được. Và các em chú ý ở đây thì câu B chúng ta, bài toán thứ nhất chúng ta sẽ cộng ở trong ngoặc này trước được bao nhiêu chúng ta sẽ chia cho 2. Và ở câu này thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước nha. Chia trước và được bao nhiêu mới cộng với cái 5 giờ 20 này này. Đó, thì thầy gợi ý cho các em làm. Rồi bây giờ các em tự làm nha. Thầy sẽ đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hết giờ. Giờ mời các em hãy dừng viết và quan sát. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở trong ngoặc trước. 5 giờ 20 phút cộng với 7 giờ 40 phút thì chúng ta sẽ được là 12 giờ 60 phút. Hay đây chúng ta có thể chuyển ra là 13 giờ cũng được, được không? Rồi và giờ chúng ta sẽ chia nó cho 2. Vậy thì 12 giờ 60 phút các em chia cho 2 thì chúng ta sẽ được kết quả là 6 giờ 30 phút. Chỗ này 30 phút nhé. Đó, vậy thì đây chính là kết quả. Tương tự như vậy, ở đây ta sẽ thực hiện phép chia. 7 giờ 40 phút chia cho 2 thì chúng ta sẽ được là 3 giờ 50 phút. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 5 giờ 20 cộng với 3 giờ 50 mà chúng ta vừa chia được. Và ở đây chúng ta sẽ có kết quả 8 giờ 70 phút. Vậy thì 8 giờ 70 phút này thì 70 phút này chúng ta chuyển sang phút thì nó sẽ được là 1 giờ 10 phút. 8 giờ cộng 1 giờ sẽ là 9 giờ. Vậy thì kết quả đây sẽ là 9 giờ 10 phút. Được chưa? Rồi. Vậy thì các em so sánh xem các em có giống kết quả với thầy không? Và nếu mà em nào có kết quả khác thì chúng ta thử kiểm tra lại xem mình có bị nhầm lẫn ở chỗ nào không nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 3. Bài số 3 của chúng ta thì yêu cầu mình khoanh vào cái chữ đặt trước câu hỏi đúng, câu trả lời đúng đó. Hương và Hồng hẹn nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng, tức là hai người này hẹn
là 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn thì lúc 10 giờ 20 phút, Hồng thì lại đến muộn, mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao lâu? Đó, thì để làm được cái này bắt buộc các em phải nháp ra ngoài. Chúng ta thấy nè, bạn Hương với bạn Hồng nè, hẹn nhau là lúc 10 giờ 40 phút sáng, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây bạn Hương bạn đến lúc là 10 giờ 20 phút. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính xem 10 giờ 40 phút sáng nhưng bạn Hương bạn đến là lúc 10 giờ 20 phút. Vậy thì chúng ta sẽ tính xem bạn Hương bạn đến trước bạn Hồng là bao nhiêu phút. Thì muốn biết được chúng ta sẽ lấy cái giờ hẹn này trừ đi cái giờ mà bạn Hương bạn đi đến. Đó, vậy thì ở đây rõ ràng ta thấy 10 giờ 40 mà trừ đi 10 giờ 20 thì sẽ là 20 phút, đúng không? Vậy thì ở đây bạn Hương bạn đến trước là 20 phút so với lịch hẹn, đúng không? Rồi còn Hồng thì đến muộn hơn so với cái 10 giờ 40 phút này là bao nhiêu? 15 phút nữa. Vậy thì bây giờ muốn biết được bạn Hồng muốn đợi bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần lấy cái gì nhỉ? Lấy cái số mà bạn Hương bạn đến trước cộng với cái 15 phút mà bạn Hồng bạn đến muộn, đúng không? Và chúng ta sẽ có kết quả là bạn Hương phải đợi bạn Hồng trong thời gian là 30-35 phút. Và đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án B. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sang với bài số 4 nào. Bạn Lan, bạn xem cái giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau. Đó, thì người ta có cái bảng như thế này. Được chưa? Đấy, từ ga Hà Nội xuất phát, tất cả từ ga Hà Nội và ga đến này là Hải Phòng, Lào Cai, Quán Triều là Quảng Ninh nhé, và Đồng Đăng. Đó, Đồng Đăng này, Đồng Đăng thì ở Lạng Sơn, ga Đồng Đăng Lạng Sơn hay gì đó, đúng không? Rồi, tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng và Lào Cai. Tức là bây giờ chúng ta chỉ cần tính là gì, cái thời gian tàu nó từ ga này đến ga kia là trong bao nhiêu thời gian thôi, đúng không? Chúng ta sẽ tính đầu tiên là ga Hà Nội nhé, Hà Nội đến Hải Phòng này. Chúng ta thấy này, từ Hà Nội đến Hải Phòng giờ xuất phát nó là 6:05 và giờ tới là 8:10. Vậy thì để làm này chúng ta chỉ cần một phép toán, đó là gì? Lấy giờ tới là 8:10 trừ đi giờ khởi hành là 6:05. Đó, và chúng ta trừ ở đây thì chúng ta sẽ có kết quả tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng sẽ mất là mấy? 2:05, được chưa? Đấy, vậy thì đây chúng ta thể điểm 2:05. Tương tự như vậy thì từ Hà Nội cho đến Lào Cai, vậy đây chúng ta thấy này, giờ là 22 giờ, tức là 22 giờ của ngày hôm trước và tới 6 giờ của ngày hôm sau thì nó sẽ tới nơi, đúng không? Vậy thì giờ muốn làm được cái này thì chúng ta có thể tính như sau này: 22 giờ đến 24 giờ, tức là 0 giờ, thì chỗ này sẽ là mấy giờ rồi? Là 2 giờ, đúng không? Đó, chỗ này sẽ là 2 giờ rồi. 22 giờ đến 24 giờ sẽ là 2 giờ. Từ 24 giờ, tức là từ 0 giờ đến 6 giờ là chúng ta có 6. Vậy chúng ta chỉ việc lấy 2 giờ cộng với 6 giờ thôi. Và tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có kết quả là mấy giờ? 8 giờ. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, từ Hà Nội đến Quán Triều của Quảng Ninh thì chúng ta sẽ lấy giờ tới trừ đi giờ khởi hành, tức là sẽ lấy 17:25 trừ đi 14:20. Được chưa? Và chúng ta sẽ thực hiện phép trừ này thì chúng ta sẽ có kết quả là 25 trừ 20 thì còn 5, 17 trừ 14 sẽ là 3. Vậy thì đây sẽ đi trong 3:05. Được chưa? Và cuối cùng, từ Hà Nội đến Đồng Đăng xuất phát lúc 5:45 và đi tới là lúc 11:30. Vậy thì đây cũng bài toán rất đơn giản rồi. Chỉ cần lấy giờ tới 11:30 trừ
đi 5 giờ 45 phút và chúng ta sẽ có kết quả là bao nhiêu. Đó, ở đây chúng ta bắt buộc phải chuyển đổi, vì 30 này không trừ được cho 45, chúng ta phải lấy 11 giờ này bớt đi 1 giờ thì đây sẽ là 10 giờ 90 phút trừ đi 5 giờ 45 phút, và khi trừ thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 5 giờ 45 phút, được chưa? Và đây chính là kết quả của bài toán số 4. Rồi, như vậy thì trong ít phút thầy và các em đã thực hiện xong cái bài trang 137-138, và như thường lệ đến cuối mỗi một cái video, các em nhớ hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học lớp 5 nha, để đây nó thực sự là một cầu nối giúp cho các em học tốt mỗi ngày. Rồi, tạm biệt các em.